Mới đây, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ cũng có buổi làm việc với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân hai xã Thới Đông và Thới Xuân để rà soát những khó khăn, đề xuất về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022. Năm 2022, xã Thới Đông và Thới Xuân được chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Qua rà soát theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tất cả hai xã đều đạt 9 trong số 19 tiêu chí, còn lại 10 tiêu chí chưa đạt. Khó khăn của hai xã hiện nay là chuyên sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là lúa, từ đó việc xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái chưa thực hiện được. Thu nhập của người dân còn thấp, kinh tế hợp tác có phát triển nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa và tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử còn hạn chế. Ông Nguyễn Trường Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ yêu cầu trong thời gian tới, hai xã Thới Đông, Thới Xuân cần có phương pháp cụ thể để thực hiện điều chỉnh bổ sung cho phù hợp theo quy định của Bộ Tiêu chí mới, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.